À, bây giờ mình sẽ phân tích lại các bạn uh, cái trận thắng của T1 trước Phoenix với tỷ số 2 không. Trận này thì uh, nó hơi trông gai một tí vì T1 cũng gọi là test bài với cái Sport nhưng mà kết quả thì nó vẫn là 2 không cho phía T1. và qua đó thì họ đã có được ngôi vị nhất bảng, chắc chắn ngôi vị nhất bản với hiệu số phụ nhỉnh hơn so với Genji. Cùng xem xem là họ đã triển khai cặp trận này như thế nào anh em nhé. Đầu tiên là ở tại ban đấu này thì họ mặc định là sẽ lấy một con A trong đường trên cho Zerg. Đây là con bài hiện tại mà các bạn thấy là rất đang có dấu hiệu spam rồi. Mà T1 hiện tại là họ sẽ đánh đa dạng tướng ở vai trò hỗ trợ anh em nhé. Còn các vị trí khác các bạn thấy là họ không muốn nhiều đâu. Không cần phải múa nhiều ấy. Những con nào họ đánh hiệu quả là họ sẽ đánh. Và họ sẽ có dấu hiệu spam. Ví dụ như là Orianna. Hiện tại là Faker cứ mặc định là nếu mà không ban là pick nha đây là con tướng mà kết hợp cùng với những con tướng đi rừng chống chịu của Honor rất là tốt ví dụ như là sejuani này, rell này đặc biệt là con rell này anh em này và atrox là một combo bộ ba cánh trên mà bên phía team đánh từ chung kết thế giới đến bây giờ rồi họ đã quá hiểu những chất tướng như thế này rồi và cái sự thay đổi ít ỏi trong meta thì nó dẫn tới việc là những con tướng họ đánh từ chung kết thế giới đến giờ họ xử lý thì nó đặc biệt là xử lý trong team á họ xử lý họ rất biết cách để tạo ra những góc team có lợi họ biết cách để phân chia nhân sự như thế nào trong team để họ có thể có được một tình huống giao tranh thuận lợi thì bên phía của Faker đã làm rất là tốt trong việc là tấn công dạ đầu trận, đặc biệt là nhắm tới bộ đôi đường dưới. Là ván này Kera đã pick Ezreal để đánh support rồi. Thường thì support sẽ là support Varus để làm gì? Vì con Varus nó có CC. support thì thường là người có trách nhiệm là mở giao tranh hoặc là AD thì đánh con Ezreal thì nó được cái cơ động. Thì Guma có thể sẽ ôm một lượng sát thương lớn và cần những sự cơ động trong team fight. Nhưng mà vì phía bên kia thì phế cũng có một đội hình mà có cờ sân T Mà để khắc chế cờ sân T Thì cần Varus kiểu Varus tốc độ đánh Con Varus tốc độ đánh thì nó không ngại những con như cờ sân T Những con như Lucian mới ngại nha Những con như Lucian sẽ rất là ngại cờ sân T dọn mid game Nhưng mà nhịp độ thì nó không ngại lắm Nó có sát thương để diệt tanh Với bộ kỹ năng và bộ trang bị on hit Thì đẩy con Eru xuống vai trò support thì nó bị một vấn đề là Con Eru này thì nó không có CC và ở khâu đi đường đầu trận thì bên phía của phế cũng đã có một cái vòng rừng xuống cánh dưới để khai thác đường dưới với phía T1 rất là nhiều. Rồi cánh trên thì ván này bên phía của phế đi đường cũng ok. Cùng cái kèo này nha. Cùng cái kèo này hôm trước các bạn thấy là Showmaker bị Faker đè. Đè mà đè 20 CS luôn đấy các bạn. Đè mà cứ mỗi con Kama đi một way là về là thấy mất hai khiên trụ. Còn ngày hôm nay là Closer nó đánh nó không bị đè CS nó vẫn có thể ramming xuống đường dưới nó vẫn có thể đẩy đường được ở dạng đầu trận và hỗ trợ về áp lực dành cho Wheeler thì Wheeler lại có một con Lee Sin cực kỳ xanh khi mà canh được đường dưới phía An liên tục và khi mà đường dưới bên phía An pick virus của Vareal mà họ không có được cái thế thắng đường một cách triệt để á thì con Rell của Honor cũng không băng trụ được cũng không ganh được nhiều xuống khu đường dưới à, có một cái điểm hay của phía An là mặc dù cái bộ bot này của họ không có được lợi thế đi đường về mặt uh, cây đây thì họ có cây đây rất là xấu nhưng cái hay của họ là họ vẫn đẩy đường được cái này mình đã nói với các bạn rất là nhiều lần rồi là bên phía thi quan không chỉ là bot đâu nhá cả rớt nữa tức là sau những cái sai lầm với việc là đi đường bị đùa kêu cái việc mà bot bên phía thi Quan bị đùa kêu nhiều lắm không phải là không phải là cứ đi đường là thắng đâu nhá họ rất nhiều lần bị đùa kêu thậm chí đùa kêu ở ngay level 1 hoặc là ván một này là còn thậm chí chết ở level 2 nhưng mà khi chết ở level 2 như vậy họ vẫn có thể quay lại và họ vẫn tiếp tục đẩy đường được Họ vẫn có thể duy trì chỉ số farm, nó không chênh lệch quá nhiều Và họ vẫn ăn được khiên trụ nha Hôm trước cũng tương tự là như vậy Hôm trước thì bên phía của Thiên đánh với DK cũng vậy Boss của họ cũng mất lợi thế Sau đó thì họ vẫn có thể quay lại, họ đẩy đường Ngược trở lại và họ vẫn thắng được uh, Cái game đấu Nhờ cái chênh lệch nó không nhiều, hay là rớt cũng vậy Rớt có thể bị solo kill một mạng cái game này Nhưng mà nó vẫn có thể farm rất là tốt Và quan trọng là vào fight thì họ vẫn biết cách để Xử lý cái đội hình này để fight như thế nào cho nó hiệu quả Còn bên phía của phía X thì uh, rõ ràng là xác định thời điểm này là Phoenix sẽ team fight có phần đuối thế hơn so với T1 nhưng mà họ sẽ dùng cái lợi thế đi đường của họ để để họ có thể cân bằng về điều đó với T1 trong team fight thì dọn đường họ đã làm rất là tốt với việc là nuôi một con Lysin xanh nhưng mà nó cũng là vấn đề đó con Lysin xanh thì nó không 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 dễ carry nếu những pha ganh của Wheeler mà có được nhiều mạng cho con Kalista của Hena thì mình nghĩ là nó có thể sẽ dễ, dễ triển khai hơn dọn mid game còn con Kama này thì nó là một con tướng mà đánh cấu rỉa mà uh, chưa cấu gì được gì là ôn im một phát là đã thấy là kama gãy ngang rồi thì bên phía T1 họ đánh cái những pha giao tranh chớp nhoáng như vậy rất là hay và khiến cho cái đội hình bên phía của fake cái pha giao tranh lật kèo nó pha hơi ngợp cảm giác là hơi ngợp cho tiến sau bên phía của fake rồi triển khai trong 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 game đấu anh em nhé à đó là lựa Mặc chọn đúng đúng bộ đôi đường dưới phía thi đánh những chất tướng Kathleen Lux, Varus, Ezreal, Kalista, Ashe các kiểu họ đều có thể hình thành cái thế là một là họ có mạng là họ hơn tiền, hai là hòa mạng họ sẽ hơn farm, ba là họ thua mạng họ hòa farm và họ không bị chênh lệch nhiều. Kiểu kiểu như vậy. Rồi, pha này. Cấp độ 2 có trước cho bên phía của T1. Họ áp lực cái thiếu đốt của Kerry để lấy cái thế lên level 2 sớm hơn và họ cũng có một cái chênh lệch máu nhất định. Họ có một cái mắt cắm ở tại khu vực sông dưới. À, đây là một con mắt để tránh ly xin xuống ganh Nhưng mà cái vị trí đứng của họ thì uh, Hồi máu rồi tốc biến Cũng không chạy nổi con ly Sin. Đây là một pha mà bên phía của T1 vẫn có được cái tranh farm anh em nhé Lúc này đang là con số 11 12 Đây là 12 so với 5 CS 12 so với 5 CS là Hena đã phải bỏ qua cái tên lính này để PK rồi Bắt buộc phải bỏ qua tên lính này để PK Và nếu như đây là một tình huống mà on nếu như đây là một tình huống mà oner đọc được cái ý đồ ấy, thì đã xuống sớm rồi nhưng mà bên phía team ăn không biết là con lee Sin lại ganh sớm như vậy hoặc là chọn chấp nhận là nếu mà con lee Sin đánh vòng rừng ganh sớm như vậy ấy, thì bot phải tự xử lý hai đánh hai thôi không thể trách oner pha này là không xuống kịp được thì pha này nếu mà wheeler ra sớm hơn một nhịp mình nghĩ là bên phía của team ăn đã rút lui được nhưng mà con lee Sin này nó xuất hiện ở đây đồng thời điểm với bot lên hai cái tính toán của team ăn là con lee Sin xuất hiện ở level 1 của cặp bot là hai đánh ba được anh em nhé nếu như con lee xin xuất hiện sớm hơn một tí mà cặp bóp bên phía của fake đang ở level 1 là vẫn có thể hai đánh ba được bình thường. Nhưng mà đây là một tiếng Hena up level 2. Up được level 2 cho SQ cùng với Hena. Thì hai hai thành viên đứng dưới bên phía của Phoenix mà lên được level 2 cùng với Lily level 3 thì rõ ràng là hai đánh ba không nổi rồi, hưu chạy thôi. Thì uh, Gumaishi bị nằm xuống phía sau, mất chiến công đầu. Hena thì đầu tư tốc biến và bị một tình huống tốc biến của Keria dứt điểm. Và cái mạng vừa rồi giờ dành cho Lee Sin Hai mạng này đều dành cho Lee Sin của Wheeler Với việc là họ đầu tư ba cái tốc biến để ăn hai cái mạng này dành cho cái Lee Sin Còn Calista thì thọt nha Cái lý do vì sao mà bot T1 sau pha chết hai người này họ vẫn quay lại họ đẩy được là bởi vì Con Calista này của Hena cũng chết mà chỉ có một điểm hỗ trợ cũng đang thua farm Nên cái lượng trang bị mà Calista mang ra sau pha này nó không nhiều Nó không nhiều nếu như hai cái mạng này mà bên phía phía ăn được mà con Calista này không chết á thì lúc đó bot lane bên phía T1 mới là cái bot lane bị thua Nhưng mà pha canh này đa phần là lợi thế cho Wheeler trong rừng thôi Chứ không có lợi thế dành cho bot lane bên phía của phép nhiều Và cái đợt lính nó cũng không phải là đợt lính đẹp cho bên phía của phép Để mà họ có thể bảo là có lợi thế đường dưới nữa Nên là Guma trở lại thì chất tướng nó vẫn là chất tướng nhỉnh hơn Trong bộ đường dưới phía T1 còn đường trên, đường giữa thì đầu trận chỉ có farm thôi kèo mít pháp sư này thì đa phần là AFK farm đường giữa thôi và không bị thua CS quá nhiều đến từ phía phía X nha họ không bị thua đường Tion quá nặng ở khu cánh trên còn cái nhịp tham minh này là Honor sẽ có mặt ở tại khu cua cool trên thì uh, nhược lại ăn rồng thôi bot ở phía Tion đã giữ một rất là ok để farm dưới bot và các bạn nhìn tranh farm này lần về nhà vừa rồi thì Guma có được một giày và tái sử dụng cho cái đó phía bên kia thì Hena chỉ có thêm một cái trường kiếm tức là áp lực đi đường ở khu đường dưới của phía X không đủ nhiều để làm khó được con Varus nó farm và cả hai hỗ trợ đều đánh bằng Doran anh em nhé Đánh bằng Doran và sau đó thì đủ tiền thì họ sẽ lên cái bản đồ thế giới sau Chấp nhận là lên chậm một tí nhưng mà sẽ có được áp lực đường đầu trận tốt hơn Rồi với reo thì con tướng này rất đặc trưng trong việc là cạnh tranh trừng phạt cùng với kiểm soát sơ hư không thì với cái đường dưới hiện tại của Thi đang gọi là không có quá nhiều lợi thế thì Honor cũng không thể đánh xuống kênh dưới để ăn rồng với những vòng rừng từ trên xuống dưới một cách chiêu chiêu được. Nếu như bot họ Winland thì việc họ kiểm soát cả sâu lẫn cả rồng là điều hoàn toàn có thể anh em nhé. Còn đường giữa kèo này thì Closer đánh tốt rồi. Tốt hơn hẳn so với Showmaker hôm trước rồi anh em. Trước Showmaker là bị Faker nó đè ra nó... Nó đi ác luôn á. Đây bot bên phía t Vẫn có được chỉ số farm tốt dành cho Guma Rồng thì uh, mất rồi. Nhưng mà con Lee Sin này khỏe nha. Con Lee Sin này hai mạng và nó bắt đầu nó đi ganh cũng khá là rát. Cánh trên farm chill chill nhá top mid hoàn toàn là farm không thôi sau đó thì có một pha cờ sân T của clear solo kill được rớt và sau cái mạng solo này thì uh, đây là một pha mà rớt đang bị tham cs rớt nó chưa có đồ đấy anh em này còn nguyên cái tp và chưa có đồ còn clear thì đã có đồ về nhà tp đi ra thì onin chết được một mạng làm dặn đầu trận là bạn thấy là không có lane nào bên phía ăn có lợi thế cả nhưng mà cũng không bị tranh lệch nhiều Mid thì farm hòa bot thì uh, còn Lee Sin này xuống ganh thêm một mạng nữa của Gumayusi Thì con Kalista bắt đầu mới bắt kịp lại được cái nhịp farm và cái mạng này Lee Sin lại ăn Nếu như cái mạng này mà nhường được cho Kalista đấy các bạn Thì mình nghĩ là cái áp lực ở dạng mid game bên phía của Fake nó sẽ nhiều hơn nữa Nhưng mà mạng này thì Wheeler phải ăn nhanh thôi Kiểu như pha đấy thì phải xử lý thật là nhanh để đỡ mất thời gian là cái thứ hai nữa là Varus phía bị còn tốc biến mà Thì xử lý nhanh thì nếu mà Kalista ăn được thì may còn không ăn được thì thôi chấp nhận thì có ăn tới bạn thứ ba là bên phía của Felix dù sao thì việc xạ thủ đối phương lên bảng thì Hena cũng sẽ có được cái nhịp farm tốt hơn so với Guma trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Còn đây là quả solo kill mà lượng trang bị nhỉnh hơn giúp cho cờ sân T của clear solo kill được rớt. Có thủy kiếm thì cứ A, Q, A thôi. Khổ ha. <laughs> con Lee Sin nó xuống nó ca một mạng ở đầu trận. Bot bên phía của phía X không win lên được. Nó cam đến bạn thứ hai thì nó cũng chỉ là hòa về mặt CS thôi chứ nó cũng không thể hơn cho bên phía của Fix được. Nhưng mà Guma chết thêm mạng thứ ba nữa nha. Quả này là bên phía của Fix vẫn uh, ganh được rớt với tình huống di chuyển tới từ Kama. Pha này là hai mid đều không có TP anh em nhé. Và closer với cái thế đứng ở khu vực giữa, check lên khu vực cánh trên. Hiện tại là góc đứng là Faker vừa di chuyển cắm mắt ở tại bãi chim rồi. Nên là không thể đi bộ lên đường trên nhanh hơn so với so với uh, Closer được và uh, cái dịch chuyển thì nó cũng phải đến tầm 10 phút mới dịch chuyển được vào những con lính như thế này mặc dù là rất đã cù cưa rất là hay và câu được khá là nhiều thời gian nhưng Kama lên trước thì Thiwan lại tiếp tục gãy thêm mạng nữa rất chết hai mạng, Guma bot chết mạng thứ ba luôn nhưng mà nhìn tổng tiền thì bên phía Thiwan họ vẫn farm ổn và họ vẫn có được khiên trụ đường dưới nên là tiền tổng thì họ không để nó chênh lệch quá nhiều nó chỉ tầm 2.000 đổ lại thôi À, con Lee Sin 4-0 rồi này. Ba sâu giúp Faker gỡ được một khiên trụ đường giữa. Và tầm này là rồng phải bỏ rồi anh em nhá. Cái bot mà thua các bạn nhìn là Honor không ganh được cái gì cả. Không 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 KDA sau khoảng chừng 11 phút. <laughs> các bạn thấy không? Giờ các len thua thì Honor cũng vậy à. Honor hay là Peanut hay là Canon cái phần việc của họ nó cũng chỉ là farm trong rừng thôi chứ không đi ganh được đi ganh cũng khó mà kiểm soát mục tiêu cũng không kiểm soát được không không cạnh tranh được ấy nên là mất hai dòng đầu vào tay bên phía của Phoenix và một con Lysin bốn không nó tiếp tục áp lực trên bản đồ nhưng mà lượng tiền tổng thì Thiên An chỉ thua tầm một nghìn đổ lại do là họ vẫn có được chỉ số farm tốt từ tất cả các khu đường không đường nào bị ao farm cả mà không có Lee xin là bot bên phía của Thi vẫn đi lên ok nha kể cả nằm xuống hai lần nhưng con virus của Guma vẫn farm được không đến mức bị đè ba bốn chục CS và sau đó thì chết thêm một mạng nữa Chết thêm mạng này thậm chí nó mất hai spell luôn Mạng này thì closer ăn Nên là Hena cũng lại mất tốc biến mà không có mạng Thế Thành ra ván này Hena cũng nghèo anh em ạ Đáng nghĩa ra là Guma chết ba mạng như thế này Mà cái kèo mà đi đường kèo cân đó Là Hena đã phải hơn tầm 2-30 CS rồi Nhưng mà bởi vì là kèo này là kèo thua Kèo bot bên phía của phía là kèo thua Nên là có chênh lệch một tí về mặt Cái điểm acid đó Thì cũng không bù lại được việc farm Không đè farm được quá nhiều và đến mid game thì bên phía Tiwan gặp vấn đề là có Eren nó hơi nó hơi phế. Nó mỏng và nó đi cắm mắt thì nó cũng dễ bị đối phương bốc ngược trở lại. Và nó dẫn tới việc là bên phía Tiwan cũng bị mất kiểm soát khu vực sông dưới khá là nhiều vì có Eren support này. Đây là một lượt pick mình đánh giá là nó không hiệu quả anh em nhé nó hiệu quả trong việc đi đường mạnh thì đi đường mạnh thật đấy nó làm giảm đi cái tác dụng của việc là bị nằm xuống mà không bị tranh farm quá nhiều nhưng mà bảo là nó hiệu quả ở trong ván này thì nó không hiệu quả lắm đây là một pha tranh mà bên phía T1 có được một mạng dành cho Zerg sau đó thì mất tốc biến chạy và bên phía Fake vẫn thành công. Họ thành công trong việc lấy tốc biến hồi máu của Guma, họ thành công trong việc lấy dòng nguyên tố dành cho Wheeler và họ dẫn trước 3-0 về dòng. Nhưng đây, tình huống giao tranh với chênh lệch là 72 về mạng, 3-0 về dòng và tiền chỉ tranh tầm 1 tư thôi. Tranh lệch có đúng 1 tư tiền anh em à. Tranh lệch về mạng là con số 5 mạng. Mà trách lệch có 1.400 tiền Thì nó bằng đúng với năm mạng đấy rồi Tức là năm mạng này bên phía có phế không đi kèm với chỉ số farm ở khu vực đường Ví dụ như đường trên là rớt chết hai mạng nhưng không thua farm so với clear Bot là Guma chết 3 mạng Nhưng không thua farm so với Hena Cái vấn đề ở đây không do Do là chất tướng bên phía thì vẫn mạnh Ở không đi đường nên là về việc họ bị Nằm xuống một hai mạng thì họ vẫn có thể quay lại Và đi lên bình thường Thứ hai nữa là Hena cũng không có nhiều mạng ở đầu trận nên là cũng không có nhiều trang bị. Và đường giữa thì kèo này close đánh hòa với Faker là hay rồi. Thì bước vào một tình huống giao tranh là bên phía của T1 đã có thể poke trước được Hena cùng với Willer mỗi người tầm 1 phần 3 cây. Đây là con Sin siêu xanh đấy anh em nhé. Nhưng pha này thì Willer không insect được vào tuyến sau phía t mà chỉ có thể đá con chọc ra thôi. Tranh tiền và tranh ba rồng cho bên phía của Faker Và họ vẫn giao tranh thua một cái nhịp mà rớt vừa EQ lên là SQ nó flat quy liền luôn anh em nhé Flat quy quy liền luôn đó. Flat quy quy. Nhờ bớt không chết được chóc này anh em ạ. Góc R flat của Wheeler. Góc này Hena không hứng được. Hena không hứng được anh em ạ. À. Nếu mà r flat được con a chóc này về hướng này á Thì cũng không giết được Không giết được Mình nghĩ là có r flat góc đẹp về hướng này Cũng không giết nổ con a chóc ngay lập tức anh em ạ Đây là một góc r flat để henna vào đam con a chóc này Nhưng mà Mình nghĩ là Lee Sin đang xanh như thế này thì Không nên đánh như thế Chỗ giữa nó chặt đam ác quỷ ấy. Đam đâu ra đây <laughs> Đam ác quỷ luôn anh em Nó chặt cái Q2 mà thấy máu bên kia tụt không phanh luôn mà closer này Hena này Nó chặt phát đi đi nguyên tiến sau luôn kể cả là ly xin đá con á chóc về cái hướng này này anh em này là nó cũng là nó cũng giang cánh nó nó chặt à đá góc không đẹp chiêu cuối renata cũng không thực sự đẹp vấn đề vì sao mà bảo là ly ăn nhiều mạng không có tác dụng là như vậy đó các bạn con ly xin này ăn được nhiều mạng pha này để làm gì đây con lysin này cái tác dụng của con lysin đang cầm nhiều mạng này là một con lysin cũng không khác gì con lysin không có mạng cả cũng vào r flat sau đó thì hết tác dụng rồi đáng nghĩa ra với một con lysin xanh như thế này thì Willer nên xử lý tim fight theo kiểu là nó sẽ gánh tim ấy chứ Willer đang đánh theo kiểu một con lysin support rồi mà đánh lysin support thì tiến sau không ai gánh tim được cả vì Hena không có mạng nên là nó cũng không thể nào vào đam chết ngay trong này ngay tức được là họ cũng không có những cái CC trồng để đủ để giết qua trong tuyến đầu của thi An ngay lập tức. Thành ra bị phế một con ly xin quá xanh. Rồi con chóc nó chặt một cú đi nguyên tim luôn mà. Không mất máu. Giao tranh xong là rớt không mất máu anh em nhé. Không mất một giọt máu nào luôn. Đây là một pha rất là quan trọng bởi vì pha này nó là pha quyết định cả ván đấu rồi anh em ạ. Nó chẳng có cái gì để phân tích thêm ở tình huống phía sau nữa. Khi mà Thiêu An đã cân bằng về mạng là họ hơn tiền. Họ hơn 6.000 tiền à. <laughs> Nên là cái lượng tài nguyên của phía x trong pha vừa rồi dồn vào con Aatrox nó không hiệu quả. Không lấy được cái gì của Aatrox cả. Họ đầu tư những cái công cụ như thế nào để bắt con Aatrox trong tình huống vừa rồi các bạn. Các bạn đếm thử cái lượng tài nguyên họ dồn vào con Aatrox này là bao nhiêu. Là bao nhiêu thứ. Và cái thu lại được của họ là cái gì. Họ đầu tư ngần đấy cái tài nguyên. Đây. Một cái tốc biến của Renata. Một cái quy của Renata. Một cái hợp chất của Renata. Một cái tốc biến, một cái nộ lông cước của Lee Sin thêm một cái định mệnh vẫy gọi nữa Nhưng những gì họ thu lại đều của chóc Là tầm Chưa tới một nghìn máu Chưa tới một nghìn máu anh em ạ Không tới một nghìn máu của con chóc này Nó vẫn còn tốc biến Nó vẫn có thể quay lại chặt Như một con chóc không bị tác động một cái gì luôn còn cái Fatty Fan này các bạn nhìn là bên phía của T1 Carrier Fan này Carrier làm được gì đó các bạn Fan này Carrier trước đó đã xả hết sát thương và đẩy cả thiêu đốt vào lời để câu máu rồi anh em nhé nhưng cái pha team pha này thì ra chỉ đứng tiến ngoài đánh tay sau đó thì Q sau đó thì đánh tay đánh tay với every support đứt còn trượt nữa này, Q cũng trượt này. Sau đó đánh tay, đánh tay. <laughs> every support này. <laughs> nguyên cái pha team này every support đâu làm cái gì đâu các bạn? Chả làm cái gì cả. Có phải có Ashok nó làm hết rồi không? Mà tại sao Ashok lại làm hết được? Do là những cái tài nguyên bên phía Fake đã dùng hết mà nó không hiệu quả. Nhưng pha này thì Honor cùng với Faker thì vẫn hỗ trợ về mặt CC rất là tốt Đặc biệt là Honor nha Honor nó, nó tốc biến lên có một quả RW được 3 người Guma, Faker thì hỗ trợ về mặt lệnh sóng âm rồi sợi xích Để tạo khoảng trống cho con a thôi Chứ sát tương của Guma bắn vào con cờ sân T này lúc này thì nó cũng chưa thấm lắm Còn nhiều đâu a làm hết mà Nhiều đâu a làm hết mà Tức là cái lượng tài nguyên bên phía phía pha này họ dùng nó không hiệu quả. Họ đổ dồn vào một con Aatrox hai đồ của Zeus. Nhưng mà nó 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 không mang lại một mức độ hiệu quả nào cả khi mà Zeus vẫn có thể quay lại và chặt trong team pha một cách thoải mái với quy tốc biến. Nếu cái lượng tài nguyên đấy họ mà đầu tư vào một thành viên khác là đã có kết quả khác rồi. Đừng là Zeus, đừng là Honor là được. Nó phải là Faker hoặc là nó phải là Gumayushi. Thì mình nghĩ là họ có thể sẽ có được cái pha team fight thắng đó. Còn cái quyết định chọn mục tiêu là rớt để ngay lập tức tấn công và hạ gục này thì nó bị fail. Họ vừa fail trong việc là chọn mục tiêu, họ vừa fail trong việc xử lý cái r flash của con Lee Sin nữa. Với một con Lee Sin cầm ngần nấy mạng của team với hai đồ lớn thì mình nghĩ là Wheeler có thể sẽ làm được nhiều thứ hơn nếu mà đánh đúng với chất tướng Lee Sin bởi vì là dạng đi đường thì mặc dù gánh rất là hay có lợi thế nhưng mà không nhường được mạng cho các len á. Nên là các len cũng không thể lăn cầu tuyết ở len được. Và Bản thân có trong team file để mà carry thì nó lại cần phải xử lý nhiều quá. Cân bằng về tiền và thi ăn hơn nghìn tiền à, cân bằng về mạng là t ăn hơn nghìn tiền rồi này anh em này. Mà quả này là bên phía thi ăn thấy con Kama TP một góc rất là chấm hỏi nha. Con Kama TP bọc đầu ạ. Mà rớt thay vì là đứng chặt con Kama chung là rớt nó quay lại nó chặt tuyến sau luôn nha. Nó quy hai tốc biến nó đánh tay nội tại là execute flash không kịp luôn nha. Mà con Reata pha này là chết chay đó Con Reata pha này là nó chết mà nó không kịp làm gì luôn ấy Kiểu nó bị cái đam con Atrox nó chặt ngập quá Trước đấy là con Lee Sin rất xanh của Wheeler lúc này là bắt đầu phê phế dần rồi Mà nguyên cái pha này là Con Lee Sin này không làm được gì để mà gánh tim cả Do là ăn nhiều mạng mà Các lane không có mạng nên là Một mình nó thì cũng chẳng biết làm gì hơn Rớt nó quay lại nó chặt tiến sau luôn nha Thay vì bắt con Kama chung với tiến sau thì nó Nó q hai Flash vào nó nó chặt chết con Renata còn nguyên R luôn anh em này. Như kiểu bên phía của phía X nghĩ là pha này bên phía Thiên Hoàng sẽ giật về con Kama đó. Nhà dân dấn lên thế là cho nó chặt đi luôn. Nó chặt đam giác điên luôn đi trời. Nó kích cái mãng xà này anh em này. Wow. Cái mãng xà kích khi mà máu yếu nó kích cực kỳ nhiều đam anh em nhé. Kích đam ảo. Con Kalista này phải còn dễ đến tầm 1, 2, 3, 4, 5. Gần 600 máu anh em ạ Quạt một mãng xà kích đi luôn làm điên luôn đấy Không tầm này thì hoàn ai cũng khỏe hết rồi Guma cũng ba đồ hơn Faker ba đồ Con Lee Sin từ 4 thành 41 một cái là cảm giác phế hẳn luôn rồi Các len không có được lợi thế Không có len nào có được lợi thế để mà gánh tim cả Bắt con Lee Sin đi rừng gánh tim thì Willer lại chưa đảm bảo được khả năng gánh tim với Lee Sin nó cũng chưa phải là tình huống phải cạnh tranh trừng phạt nha anh em nhé nếu như cái tình huống giao tranh bước ngoặt của ván một mà nó ở tại khu hang rồng ấy thì nó lại nó lại còn khó nữa bởi vì đây là con rồng 4 rồi mà cái vị trí nó ở ngay giữa sông này, này còn là con lisi nó còn nó còn khó lựa góc hơn nữa nha anh em nhé bởi vì là vào những tình huống cạnh tranh những mục tiêu á thì rừng phải ở vị trí cạnh tranh trừng phạt được thì lúc đó rừng sẽ khó lựa góc hơn trong việc là thực hiện những cú insect hay là vòng ra tiến sau còn đây là tình huống đánh khơi khơi ở đường giữa thôi thì hiện tại là góc đứng, hiện tại Wheeler là góc đứng mà không thể tác động được vào tiến sau phía T1 Muốn tác động là phải sóng âm vào những người như Honor Sau đó thì cắm mắt hộ thể vô hình cước ra tuyến sau thì nó nó yêu cầu quá nhiều đi Đây là một pha then chốt Nó cũng lại là một pha mà các bạn thấy là bên phía T1 họ đang thua lợi thế ở dạng đầu trận này Họ bị con này ganh các len và len nào cũng bị ganh gãy cả Trừ đường giữa Dừng thì Honor nguyên ván này cũng đâu có kiểm soát được cái gì đâu các bạn Kiểm soát được mỗi ba con sâu lượt một không có dòng nào cho honor cả cũng không ganh được đường dưới luôn lên ganh đường trên thì bị con camera lên màu nhịp cũng phải tốc biến chạy thế nhưng mà đánh một pha team fight bên phía của thi quan họ vẫn có thể quét sạch đối phương với năm người còn sống nguyên năm người còn sống nguyên mà cái tuyến sau sru gần như là sru gọi là đứng cổ vũ thôi chứ không cần phải làm gì nhiều cả còn nguyên hai cái tốc biến của bot còn nguyên cái tốc biến của oriana mà vẫn team phai thắng được ở bên phía của phía cũng đã có một tình huống xử lý sai như thế nào đấy rồi thì thiêu mới có được cái thế nó nó dễ dàng như vậy mà như mình đã nói thì cái hay của thi an tại sao họ không thua quá nhiều về mặt tiền nong khi mà họ bị thua len tiền lúc này các bạn thấy là 61 về mạng nhưng mà thua có tầm 500 tiền à là bởi vì đi đường họ vẫn farm được mà tại sao đi đường họ farm được vì tay to cái cơ bản của liên minh điện thoại chuyên nghiệp lúc này mình vẫn luôn nói với các bạn là đi đường hay là cái cặp giữa hai quan Spot cùng với gen á nó cũng quy về đi đường hết à nó cũng sẽ quy về đi đường là châu vi nó đi đường hơn jk kin nó đi đường hơn doran bot đi đường chiêu chiêu đến từ hai hai cái bot và chỉ cần hai len đơn nhiều khi trong chuyên nghiệp nó chỉ cần một len win thôi các bạn để họ lăn cầu tuyết từ cái len đó sang các cái vị trí khác hoặc là lăn cầu tuyết cả một ván đấu từ một cái len win thôi đằng này bên phía của gen hôm trước là có tới hai len win là hai len đơn hai len đơn đó là Canon nó chơi trên đầu phía đất luôn nó ăn hết tất cả các mục tiêu ván này là các len bên phía của T1 hay là tại thời điểm này T1 họ có khả năng đi đường tốt họ như mình đã nói nha họ có mạng là họ đè người ta ra họ snowball ngợp luôn đó họ không có mạng thì họ lại hơn farm họ bị mất mạng thì họ nhờ chỉ số farm đó họ lại không thu nhiều tiền phải là cái team nào tay đủ to để mà đè thi quan cả về chỉ số farm đè faker mười mấy hai mươi cs đè guma mười mấy hai mươi cs đè rớt mười mấy hai mươi cs thì tại thời điểm này thì chắc là chỉ có Gen.G với việc để kin đánh tanh đường trên Chovy vi đi đường với faker hoặc là pay đi đường cùng với guma thì nó mới có thể hình thành ra cái thế như vậy thôi chứ các cái team khác thì mình nghĩ là tại thời điểm này thì đều không thể hình thành được cái thế như vậy chỉ có, chỉ có genji mình nghĩ là có đủ tay để mà đánh cái điều đó với t1 thôi nhưng mà hiện tại thì uh, phía thì không 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 đảm bảo được điều đấy. Họ có thể có mạng nhưng mà họ thứ nhất là không được nhường không nhường mạng được cho team, không nhường mạng dừng không nhường mạng được cho team. Thứ hai nữa là bản thân Thi quan họ vẫn đi đường mạnh nên là việc họ chết một hai mạng họ vẫn có được cái lượng tiền từ chỉ số farm từ khiên trụ nên là họ không bị dẫn trước quá nhiều. Còn khi họ đã hơn mạng hoặc là họ hòa mạng là họ họ hơn tiền à? Nó nó quy về hết tất cả là đi đường như thế nào, xử lý các cái đấu đó, tranh lệch ở khâu đi đường nó tạo ra được bao nhiêu. Còn vắn hai thì uh, Ván 2 thì mình cũng sẽ phân tích nhanh một chút à, Ván 2 Kerea lấy công trục tội ha Nico Họ vẫn có được con Atrox ở khu vực đường trên Đây là một con tướng mặc định là Bởi vì là Clear cũng hay đánh cờ sân tê Clear cũng rất là giống với DNDN là Hai thanh niên này cực kỳ thích spam con cờ sân tê Từ mùa trước luôn á Từ mùa trước đã spam cờ sân tê mùa này cũng vậy Và bắt top được cái cái việc là đứng trên đối phương thích đánh cờ sân tê hay đánh cờ sân tê là rớt cứ mặc định Instalock con Atrox ở phase 1 luôn vì con 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 cờ sân t của liên cũng lấy phê một luôn mà thì xác định là đường trên đối phương spam cờ sân t thì cứ khóa chóc vào thôi ván này không bị solo kill một cái là các bạn thấy là a đi đường của rất là farm rất là tốt vẫn có được áp lực trong team file vẫn chặt đam đùng 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 mà ván này cánh dưới bot không fit nữa vẫn fit ở level 1 <laughs> nhưng mà sau đó trở lại là họ vẫn có thể đi đường bình thường anh em nhé và đặc biệt là có những pha đùa kill trở lại luôn thì đây là một cặp trận mà cả hai ván nó cùng một kịch bản là bị hạ gục sớm bị hạ gục ở level 1 thậm chí có những ván bị hạ gục ở level 2 bị dừng đối phương cam nhưng mà khi buông ra 22 thì họ vẫn có thể farm được họ vẫn có thể thậm chí có những pha đua kêu ngược trở lại con Nico của Keria khóa vào thì để đánh chung với con Nocturne của Honor rồi dừng của Honor ở ván này thì bị ban Poppy ở tại phase 1 này ờ, bên phía bên kia thì ban thêm con reo Làm mất cái combo reo cùng với Oriana rồi thì Honor quyết định đánh Nocton và cần một con Nico để make play chung. Đấy, combo Nico cùng với Nocton thì bên phía Tiêu An có thể vận hành được ở hai vị trí. Nhưng mà tại thời điểm này thì Faker thích đánh Orianna hơn. Và kèo giữa Orianna cùng với Azir thì Faker cũng kiểm soát được cái chỉ số farm rất là ổn. Còn Willer ván này đánh Lee Sin là bên phía Tiêu An họ cũng không bị con Lee Sin nó ganh nhiều như ván một nữa. Đây level 1 là bên phía Tiêu An lăn ra chết rồi nha. Level 1 là bên phía của T1 bị đối phương đùa kill luôn rồi Thậm chí là đùa kill xong mạng lại còn dành cho Hena nữa cơ Ván này là Hena tự làm tự ăn là tự ăn được cái mạng trên cung đầu luôn nhá Nhưng mà ăn xong ăn xong cái mạng này vẫn thua lên anh em à Ăn xong cái mạng này sau đó thì vẫn bị đùa kill Và cảm giác cái thế đẩy đường dưới nó, lúc nào nó cũng thuộc về phía t hết á Tức là cái kỹ năng đi đường của họ kỹ năng đi đường của họ với những chất tướng như thế này thậm chí là nó còn bảo là họ chấp thì nghe nó cũng hơi kỳ bởi vì họ đánh dở họ bị mất mạng trên công đầu thôi chứ chứ đúng là họ bị thua cái chiến công đầu mà họ vẫn pk win này anh em này vẫn đùa kêu trở lại ha vẫn có nhịp đẩy. đây kéo Oriana Azia tại thời điểm này nha là Faker gác CS so với Closer mà nếu các bạn mà xem cái mà xem cái 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 biểu đồ nhiệt của Closer á, là đi đường nó về nhà liên tục à kiểu cứ ra đến nơi là ăn QW xong rồi chơi hit thua xong phải về ấy. mà những cái đợt đấy như này Faker đi xuống nhấn cái R lấy cái flash của Hena cái là cái bot này auto win rồi Faker chỉ xuống đến đây để làm điều đấy sau đi về lại mid farm tiếp thôi mà tại sao Faker lại xuống được bởi vì là Winland Bởi vì Winland mới đi được chứ anh em Còn nếu như mà không Winland mà đi á Nó sẽ dẫn tới cái kịch bản hôm trước mà Showmaker nó đánh con Kama mà nó không Winland mà nó roam á các bạn Về mid là mất mất khiên trụ à Mà bên nào mà có sâu hay không nó ăn khiên trụ nhanh lắm Ván này là bên phía của t ăn có một cái land win ở đường giữa Đường trên thì farm chiêu chiêu và rất không bị solo kill giống ván 1 Faker chỉ cần xuống nhấn cái R thôi Hena mất lính, mất chỉ số farm, mất khiên trụ Trở lại đường giữa Faker không hề mất lính đây là sự khác biệt của việc ramming mà Winland và ramming mà không win land. Còn ramming mà thua lane nữa thì còn nát nữa anh em ạ. Hôm trước mấy cờ đang thua lane xong rồi ramming đi một cái là bị gác 3 bốn chục CS xong rồi mất bốn khiên trụ đường giữa. Còn fake ramming xuống nhấn cái R lấy lợi thế cho đường dưới. Không mất lính đường giữa, vẫn farm được, vẫn có chỉ số farm theo thời gian. Nên là mình nói về về vấn đề đi đường tại thời điểm này nó quyết định rất là nhiều thứ trong chuyên nghiệp là như vậy. Winland thì làm gì cũng đúng, còn thua thì cái gì nó cũng khó hết anh em à. Mà phong độ đi đường của Faker những mùa gần đây thì các bạn biết rồi Nó được cải thiện một cách cực kỳ cực kỳ rõ ràng luôn Nhìn về bản thông số là các bạn cũng sẽ thấy được cái khả năng đi đường của Faker tại thời điểm này Rồi, việc có honor nhàn quá rồi Việc honor đánh vòng rừng đầu hai cua chiu chiu xong rồi ăn rồng nguyên tố này anh em này Vì bot đã win rồi thì cứ ăn rồng thôi Lợi thế với một dòng nguyên tố cùng với vài trăm tiền cách biệt Họ cứ hòa mạng là họ hơn tiền Hòa mạng là họ hơn tiền Hơn mạng là họ chắc chắn hơn một lượng tiền khủng khiếp Thua mạng thì họ sẽ không bị thua quá nhiều về tiền Cảm ơn con 4 nhé thank you bạn Thua mạng thì họ sẽ không thua quá nhiều về tiền Vì họ vẫn có chỉ số farm theo thời gian rất là tốt Từ tất cả các đường luôn Wheeler thì ván này không ganh được rồi Không ganh được như ván trước rồi Đây là một pha mà cờ sân tây của Clear đã bế được rớt về Với tình huống đón đầu của Wheeler Nhưng mà con Lee Sin mà lộ đường trên thì boss chắc chắn là AFK Boss sẽ không dám đánh vì áp lực rất là lớn đến từ rừng đối phương xuống cánh dưới. Còn này xong closer nó dám đánh người ta. Mình nghĩ là closer pha này đánh cũng liều đó chứ. Nó thấy honor không đâu ta Rõ ràng là mình thấy là honor không đi qua tầm nhìn mà sao Closer dám đánh mấy quả này nhở Kiểu đánh mấy quả này là Closer nó tỷ lệ chết rất cao luôn đấy Do là rừng nó À thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi Thấy honor ở đây rồi Thấy honor ở ngay cái vị trí này rồi Thấy honor ở ngay cái vị trí bãi người đá Với một con mắt kiểm soát ở bụi cỏ là là, là Closer mới đánh nha anh em nhé còn bình thường cái kèo này mà Lee Sin đã lộ đường trên như thế này là Bot với cả mid là bắt buộc phải đánh kiểu đánh an toàn Đánh gọi là đánh canh yếu Xui Con này closer nó flat sống đó Con này mà closer né được cái quy cuối cùng của Faker là sống đó Nếu nó né được cái quy cuối cùng này là nó sẽ solo kill được Faker đấy nha Nhưng mà tỷ lệ closer chết sau đó rất là cao bởi vì là con Nocturne nó rờ cái chết à Chắc là chết à Nhưng mà thôi chết quả này thì uh, Lờ Lời được cái tốc biến fake Faker ha Vì nếu tốc biến thì con tên nó rờ vào chắc là cũng đi à. Bot đồ kill nữa này anh em này Từ một pha chết ở level 1 Chính công đầu cho Hena Nó thành một cái len mà phía Thiên vẫn có được khiên trụ Vẫn đùa kêu bình thường luôn à... Vẫn đùa kêu vẫn có mạng cho Gumayushi <laughs> Vẫn có khiên trụ Kerea bể tướng nó quá rộng rồi cái này thì chắc là anh biết rồi Bể tướng của Kerea thì quá rộng rồi Mà điểm mạnh, một trong số những điểm mạnh nhất của Kerea là tay to Và khả năng mở giao tranh của Kerea thì Kerea nhìn cái tình huống mở giao tranh rất là tốt Nên là ván này bên phía của phía cũng cần phải kiểm soát được con Nico trong team file nữa Bởi vì cái combo hoang tưởng với nổ hoa thì nó là combo kiểm soát giao tranh rất là mạnh rồi nhưng mà Kerrer nó vẫn rất là quái Nó vẫn đánh t mà nó có mấy cái góc vòng cực kỳ áp lực luôn á mà Ván này thì không bị uh, vấn đề thu đường Nên là kiểm soát bản đồ thì uh, bên phía thiên kiểm soát cũng rất là tốt nên là họ có rất là nhiều những tình huống team fight dọn mid game mà các bạn thấy là bên phía phía cực kỳ nấu hốt hốp luôn. Tức là nhìn vào cái thế team fight là thấy ồ oh, phía phải này chắc là cúc rồi, chuẩn bị cúc rồi. À, chiêu, chiêu cho nóc của Honor Farm ha. 14 phút đầu nóc Nocturne... 14 phút đầu nóc không 000 anh em ạ. <laughs> lâu lâu rồng ra thì xuống ăn rồng còn không thì cứ áp ca farm là đã có áp lực từ chiều cuối rồi cũng không cần phải uh, ganh trực tiếp bằng những cú hoang tưởng nữa dừng dừng cho thi quan nói chung cũng nhàn chỉ là không được đánh đi thôi <laughs> <cười> <cười> ô cái ô cái tham minh rồng của phía phía X này, ô cái tham minh rồng của phía X này, tôi không biết là tham minh cái kiểu gì nữa. Tôi không biết là tham minh cái kiểu gì mà nhấn cái TP này nữa. Nhấn cái TP xong bên kia ăn xong rồng nó té luôn. Closer suy nghĩ à. Pha này mình đúp E quy xuống xong mình R bốn người ở đây thì có ngon không ta? Không ngon nhá, 100% là không ngon nha anh em nhá team ở mãi hang rồng mà con di đứng ở vị trí này mở thì chắc chắn là con di chết trước team còn chưa tới kịp đâu nên là pha này bên phía của Thiên vẫn có được rồng hai một pha giao tranh cực kỳ dài hơi diễn ra và rớt nằm xuống trước nhờ faker dịch chuyển với tình huống gỡ mạng còn giao tranh diễn ra thì combo tắt đèn nổ hoa của T1 đây là thời điểm con Nico nó còn chưa có cái đai tên lửa hashtag anh em nhé thời điểm mà con Nico có được cái đai tên lửa Hextech nó mở còn mở điên nữa nó mở còn dễ nữa đấy các bạn giao tranh cực kỳ dài hơi diễn ra và bên phía của T1 cùng với phía pha này thì đổi mạng liên tục đổi cho tới khi mà rất TP trở lại đánh tiếp luôn mà con Lee Sin của Wheeler pha này vét được nhiều nha nhưng mà vấn đề đó Vấn đề lại là con Lee Sin vét được nhiều Còn team nó không có mạng <cười> 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 Nhưng mà để đánh cái tầm Lee Sin carry Trong team file nó khó lắm Con Lee Sin trong team file nó carry khó hơn Con trong rất là nhiều anh em ạ Đây là quả mà cái giáo thiên lưu Nó hồi máu cũng cực kỳ rác đổi mạng tám đều cho hai bên và tất nhiên là khi hòa tiền à, khi hòa mạng thì thiên sẽ hơn tiền sứ giả đứng giữa để lấy thế ra dòng 3 cho bên phía của Phoenix. Mà đến những cái pha, pha như thế này là các bạn thấy là Carrier bắt đầu nó lòn 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 ra phía sau bên phía đường đối phương. Mà cái này không biết là ông nào đổi với mắt kiểm soát nó bị xui ha. Các bạn nhìn góc đứng của Carrier này. Đây là góc đứng của một con Nico support. Audiana góc này, Nico góc này. Đây là cái thế thực ra là các bạn xem từ chung cái thế giới hay các cái mùa trước cũng vậy nha đặc biệt là cái đợt chung kết thế giới vừa rồi là Tiwan thể hiện khả năng chia các cái vị trí họ phân chia các vị trí trong team cực kỳ hay mình không biết là con mắt này thì ông nào ông ấy phá ông nào cắm mắt ra đây này cái vị trí cắm mắt này là một vị trí chắc chắn đã phát hiện ra con Nico rồi nhưng mà vấn đề là phát hiện là một chuyện phát hiện là một chuyện còn áp lực ai là người áp lực ai là người được cắt cử ra để đẩy con Nico ra một góc khác đi bởi vì để nó đấy chắc chắn là team thua anh em mà không có cách nào team thắng đấy mà con Nico đứng ở đây cả nó vào cái thế mà bây giờ con Nico nó mở ở đây bạn tốc biến về hướng này thì gặp La Chắc tốc biến về hướng này thì gặp con Oriana thì nói chung là nhìn cái góc nào thì pha nó sẽ khó nếu mà để con Nico đấy hết á bắt buộc cho bên phía của phía X phải có một ai đó đủ khỏe bước ra đây đẩy con Nico ra chỗ khác đi Và hình thành cái thế tim pha khác đi thì có một con mắt kiểm soát ở đây rồi từ trước thềm pha này thì bên phía của phía X đã có một cái thế đẩy đường giữa ổn bot thì không đến mức quá tệ có một con mắt ở đây nhưng mà con mắt này nó lại bị đổi vị trí để xem kho đồ lúc này không, không xem kho đồ anh em ơi. con mắt này nó đổi vị trí và nó mất sai đúng cái lúc mà ke ra tới luôn á ờ à, đây 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 <laughs> sq đây là con mắt của sq anh em nhé sq đổi vị trí con mắt kiểm soát thế là thế là mất con mắt ở đây Đó, nếu mà nếu mà bên phía của FX mà biết con Nico đấy không có cách nào họ giao tranh được hết các bạn. Chắc chắn là họ sẽ không thể nào để cái góc giao tranh mà con Nico đấy hết. Á. Mà khi mà thấy mà Kerry đã vòng ra được đến đây rồi á, thì team nó không có cửa nào cho phía FX cả. Họ dẫn đến đây là chết rồi này anh em này. Họ dẫn từ đây đến đây là chết chắc luôn rồi. Lúc này nếu mà Kerry ló cái chân ra thì vẫn có thể là bên phía FX giật về kịp đó. Thôi chứ mấy quả này kêu nó mở thôi chứ Có phải là chết chay con Azir không anh em Con Azir chân không chạm đất luôn Ngay lập tức khi mà Keria bắt đầu di chuyển ra một cái là Honor nó rờ liền nha Cái nhịp tham minh của bên phía T1 với những tình huống setup team fight chấp nhoáng như này là họ tham minh cực kỳ khét Con Azir chết chay này Dính một cái nổ hoa, dính cái lệnh sóng âm Dính nổ hoa, dính xoắn trói, dính cái sóng âm đi luôn Chân không chạm đất luôn còn R flat luôn đó Cúc ơi Thì pha gì nổi nữa anh em Bò pha này anh SQ bị Calista kéo cái R nên là nó cũng không R được luôn mà Kiểu quả này mà <laughs> Kiểu quả này mà SQ nó R được cái cái nổ hoa xong nó hất được con Hachok ra hoặc là hất được con Oriana ra thì chắc là cũng có gì đó gỡ gỡ đó Hất được Oriana ra thì không dính lại song âm thì chắc là Asia này R flat cái thứ chạy được á mà henna quắn quá kéo con bò thế là nghe nó cũng không kịp làm gì đấy. kéo con bò xong rồi con bò đâu rồi con bò quăng đâu rồi anh em con bò quăng sang bên kia rồi con bò này còn r nha cái r con bò này nó xin nó kháng cc si si luôn nha nó hóa giải cc si si, nó hút được một thành viên phi phi, phi, phi ăn ra là ok nha mà henna bị dính cái r con nico ấy quắn quá kéo cái r con bò cái con bò nó cũng không làm cái gì luôn bò nó hất sang bên kia nó đánh con virus rồi. bò nguyên tim pha này còn r flash luôn anh em này Aria cũng R flat còn nguyên này. Lee Sin cũng còn R flat luôn này. Cơ còn R còn tốc hành luôn này. Đánh mà không cho đối phương dùng bất kỳ một skill nào luôn các bạn. Đánh ngập thế thì thôi chứ. Kiểu pha đấy nói chung là nó cũng loạn lắm rồi. Nếu các bạn nếu các bạn ở trong cái đường bên phía phía các bạn chơi game các bạn sẽ thấy cái màn hình nó đen thùi rồi. <laughs> không căn bản là vị trí đứng đấy còn con Nico nó là vị trí đứng win team fight chằn chặt, chặt rồi trừ khi lúc đấy bị ao trang bị quá mà Nico nổ hoa xong Ori cháy xong âm mà con Azir không chết thì đồ nó bị ao quá nhiều thì không nói rồi. Còn cái vị trí đứng đấy của Keria là một vị trí đứng mà nó không thể nào đẹp hơn được nữa. Cái cách mà phía Thiên phân chia những cái nhân sự của họ trong team pha để mà thiết lập một tình huống giao tranh 5 năm nó vẫn là một cái thiết lập mà bên phía phế không kiểm soát được. kiểu tự nhiên thấy cái, cái tắt đèn nó vang lên một cái là thấy cũng áp lực rồi Mà cái nhịp kết hợp của Thuy nó rất là ăn khớp Đây là điểm lợi của Thuy mùa xuân anh em nhé <laughs> Họ cứ giữ đội hình của mình lại xong thì họ đánh chung với nhau gần đấy năm thì họ không ăn khớp mấy pha đến nữa thôi ai ăn khớp bây giờ đó, lại là combo hoang tưởng với lệnh sóng âm Nhưng mà combo này thì nó không đủ đam để giết ngay lập tức một người Hôm trước ở bên phía ViSet lại còn có cái combo là gắn sóng âm lên đầu Lee Sin xong rồi xoay sóng âm xong Lee Sin flash uh, combo thứ luôn mà. Mấy combo giờ nó sáng tạo ác. Rồi, kịch bản thi quan hơn, hơn hơn mạng ha, hơn tiền, hơn quá trời tiền luôn. Rồi pha này là lấy được cái mạng của Faker, nhưng mà rất tiếc là những cái pha như này chỉ nó chỉ là gỡ mạng thôi. Kiểu nó không có mục tiêu ấy. Nếu những pha như này mà gỡ được Baron mới hay này. Nếu những pha như này mà gỡ được con Mika Back được rồi anh em này Rồi trụ đường trên 700 cho rớt ha Shut down được con Oriana của Faker cùng với con Varus của Guma Hena còn tốc biến Hena còn tốc biến bằng rớt nó vẫn chặt được Đàm điên đâm khùng không à vẫn có được uh, trụ bảo vệ nhà lính không đứng giữa mà không cần đến baron. Nổ hoa ba người. Sắn trói quy hai người. Cảm giác là con Nico support nó khỏe hơn Ga ấy nhở Có gỡ gạc cho bên phía của phép về mạng nhưng mà thua 9.000 tiền rồi. Thua 8 9.000 tiền rồi không thể team pha được nữa rồi. Kera lại làm cái đùng phát. make play thế này không MVP hơi phí quản lý để ý với những pha nổ hoa của Kerevan này nó toàn là ba người đúng không Đa phần là những pha R3 người anh em nhé Mà những cú như vậy thì Ở trên cái thế ngang ngang là đã win rồi Còn trên cái thế hơn tiền nữa thì Hơi ngập Rồi phát hành, phát hành close hết mana hả anh em như đây mana hình như là <laughs> <laughs> Đam điêu ha, đam điêu Con Nico 18.000 đam điêu ha Ác đạn Phát này hình như là closer nó không có mana đủ để rờ hay sao đó. Lúc rờ xong thì chết mất tiêu rồi Đúng là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn này anh em này Mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn Bây giờ support thì nhiều đam nhất Mít rừng uh, tốt thì uh, đi chung với nhau bắt con Azir. Guma lùi thủi một mình đi ăn rồng ạ. <cười> <cười> Chấp nhận biết sao giờ? phần support cho Keria mà. Quá trời. Bắt nhỏ đi ăn rồng mình ạ. <laughs> bây giờ biết sao rồi bây giờ, giờ... đáy chuỗi thức ăn rồi bây giờ tim bảo sao làm vậy giờ như thiên lôi chỉ đấu đánh đấy thôi chứ còn có tiếng nói đâu tiếng nói gì nữa support nó carry hết đam rồi ad rồi, <laughs> chim mồi thôi <laughs> chịu cuối xịt <laughs> đùng nổ hoa không như có Varus này nó nó gì con cờ sân tê được nha Varus này nó phụ đam giết cờ sân tê nhiều nha Team file nó quá một chiều rồi anh em ạ Trách lệch 10.000 tiền team file kiểu gì nhìn nó khó cho bên phía phế hết Thôi cộng một vi rùa ha Không có POG cho Guma nhưng mà cộng một vi rùa nhá Nay được cái vi rùa sáng sủa Đẹp trai <laughs> Khổ quá mà cánh trên nó toàn là 6 mạng 4 mạng Guma ba đồ POG là toàn là faker rớt với cả carry out anh em à